Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Nhất Nam Dương. Quý vị và các bạn thân mến, các cặp đôi thường băn khoăn việc xuất tinh ngoài có an toàn không? Thường gặp nhất là các bạn trẻ khi mà các hoạt động sinh hoạt tình dục thường là ngẫu hứng và không chuẩn bị kỹ các biện pháp phòng tránh. Vậy xuất tinh ngoài là gì và có an toàn không? Hãy theo dõi video sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. 1. Xuất tinh ngoài có thể có thai hay không? Xuất tinh ngoài là biện pháp tránh thai đã có từ xa xưa. Trong khi con người chưa sản xuất ra được những biện pháp tránh thai hiện đại như ngày nay, các bạn trẻ thường chọn giải pháp xuất tinh ngoài, nhất là sau các cuộc vui, nhậu và bar. Ở Việt Nam thì việc không có được giáo dục các biện pháp tránh thai là nguyên nhân. Tại Việt Nam thường có cái nhìn soi mói khi mua bao cao su hoặc thuốc tránh thai. Rất may tình trạng này đã giảm do việc cởi mở và nâng cao dân trí. Việc xuất tinh ngoài luôn luôn kèm theo đó là trạng thái lo lắng rằng liệu có bị dính bầu hay không. Các bạn nên nhớ, đây là phương pháp tránh thai an toàn không cao. Có hai trường hợp, có hoặc không có giao hợp trực tiếp. Trường hợp không có tiếp xúc trực tiếp, dùng tay, dụng cụ hoặc phương pháp khác, sau đó xuất tinh hoàn toàn bên ngoài, không có tiếp xúc giữa dương vật và âm đạo. Trường hợp có quan hệ trực tiếp, tức là có việc tiếp xúc dương vật và âm đạo, sau khi quan hệ thì rút nhanh dương vật ra ngoài và xuất tinh. Vậy nguyên nhân là gì? Trong quá trình quan hệ tình dục, mặc dù chưa chính thức xuất tinh nhưng luôn có một lượng tinh dịch rò rỉ ra ngoài từ dương vật của nam giới. Khi hưng phấn, đàn ông sẽ tiết ra một chất lỏng trong suốt có tác dụng bôi trơn khi quan hệ. Nó có thể chứa tinh trùng và nếu không may chúng sẽ bơi thẳng đến trứng để thụ tinh. Chất lỏng này được sản xuất bởi một cặp tuyến có kích thước bằng hạt đậu gọi là tuyến Cooper. Tuyến này nằm gần niệu đạo, một ống trong dương vật cho phép nước tiểu và tinh dịch thoát ra khỏi cơ thể. Mục đích của nó là để trung hòa axit do nước tiểu để lại trong niệu đạo, bảo vệ tinh trùng được an toàn khi trải qua. Tuy có thể không đến một giọt nhưng cũng có chứa cả triệu tinh trùng rồi, số tinh trùng này vẫn có khả năng thụ tinh. Tinh trùng có thể sống trong âm đạo và tử cung của người nữ lên tới 5 ngày. Cho nên trước ngày thời điểm trước rụng trứng dưới 5 ngày thì khả năng thụ thai vẫn có thể xảy ra. Hãy bảo vệ mình bằng các biện pháp an toàn khi quan hệ. Thứ hai, xuất tinh ngoài có tác hại gì không? Có nhiều ý kiến cho rằng việc xuất tinh ngoài có những tác hại như sau. Dễ mắc chứng di tinh. Ý kiến được đưa ra khi quan hệ, người đàn ông ở trạng thái hưng phấn cao trào. Trước khi xuất tinh, dương vật cương cứng đến cao trào mà vội vàng rút ra sẽ kích thích thần kinh trung ương, qua đó làm rối loạn cơ quan điều khiển xuất tinh. Tình trạng này kéo dài dễ dẫn đến chứng di tinh. Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa được nghiên cứu trên cỡ mẫu lớn, do đó ý kiến này vẫn chưa có kết quả chính thức. Dễ suy nhược thần kinh. Trong suốt quá trình quan hệ, cảm hứng tình dục ở nam giới đều do vỏ não khống chế. Khi đạt đến cực khoái, thần kinh đi vào trạng thái căng thẳng, nhịp tim nhanh, huyết áp tăng cao. Nếu trong giai đoạn cao trào bất ngờ bị ngắt quãng sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng tình dục. Lâu dần khiến thần kinh chỉ đạo tình dục suy nhược, dẫn đến xuất tinh sớm hay liệt dương. Điều này cũng cần được nghiên cứu thêm, chưa có bằng chứng thuyết phục. Không hiệu quả trong phòng tránh thai. Ưu điểm là đơn giản, dễ tiến hành, hợp với bệnh lười dùng bao cao su thức tránh thai. Việc xuất tinh ngoài âm đạo không mang lại kết quả tốt như bạn nghĩ. Trong trường hợp bạn xuất tinh ở ngoài nhưng tinh dịch bị chảy vào trong âm đạo thì đối tác rất dễ bị dính bầu. Thậm chí phần chất nhờn được tiết ra trước khi xuất tinh vẫn có tinh trùng, lượng tinh trùng đó vẫn có khả năng thụ thai. Tiếp theo chính là dễ ảnh hưởng khoái cảm của cả hai. Khi quan hệ tình dục gần tới cực điểm mà bị chặn lại đột ngột, cảm giác thỏa mãn sẽ không tới được mức độ tối đa. Người đàn ông dễ đạt được trạng thái hưng phấn và lên đỉnh chính là cao trào. Trước khi xuất tinh mà vội vàng rút ra thì giống như đến cao trào mà vội rút lui sẽ khiến thần kinh trung ương bị kích thích. Ngay cả người có khả năng khống chế mạnh mẽ, việc phóng tinh ngoài âm đạo cho dù có nắm vững được thời cơ cũng khó nắm bắt được chính xác thời điểm, do đó dễ dẫn đến việc tránh thai thất bại. Người đàn ông rất khó biết được phương pháp này làm cho cả hai cùng căng thẳng tinh thần và ảnh hưởng đến khoái cảm giao hợp. Bởi vì phóng tinh ra ngoài âm đạo chính là làm gián đoạn quá trình giao hợp, nó ảnh hưởng đến quá trình giao hợp, ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình phản ứng của nam giới. Do chưa đạt được đỉnh điểm sẽ ảnh hưởng đến khoái cảm của nhau. Tiếp theo chính là nguy cơ lây nhiễm bệnh lây qua đường tình dục. Nếu tác dụng tránh thai bằng xuất tinh ngoài đạt khoảng 70% thì hiệu quả tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục lại hầu như bằng không. Bởi lẽ vi khuẩn hoàn toàn có thể thâm nhập vào cơ thể bạn tình thông qua những lần cọ sát trực tiếp, đặc biệt là trong dịch nhầy cũng có chứa một lượng lớn các loại vi khuẩn. Vì thế để phòng tránh các bệnh lây lan qua đường tình dục như giang mai, lậu, nấm, HIV thì tốt nhất không nên sử dụng phương pháp xuất tinh ngoài âm đạo.
Tiếp theo chính là nguy cơ có thai. Thông qua precum, tinh trùng có thể xâm nhập vào âm đạo và thụ tinh với trứng. Vì vậy, nguy cơ mang thai là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Một số cặp đôi có thể chọn phương pháp xuất ngoài, nhưng điều này có thể rất khó thể kiểm soát khả năng thụ tinh của tinh trùng sẽ có xảy ra hay không. Vì có thể rất khó để kiểm soát chính xác là nhất quán, phương pháp này không đủ đáng tin cậy. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn một trong phương pháp tránh thai an toàn khác hiệu quả hơn. Kết luận như sau. Đây là phương pháp tránh thai, tuy nhiên hiệu quả kém. Việc tránh thai bằng việc xuất tinh ngoài là không an toàn, vẫn có nguy cơ có thai và lây nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục. Các cặp đôi nên được giáo dục kỹ về các phương pháp tránh thai, từ đó lựa chọn phương pháp phù hợp nhất, đảm bảo sức khỏe và tương lai cho mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay tôi xin chia sẻ thêm cho quý vị một sản phẩm an toàn như nhất nam dương với 100% thảo dược thiên nhiên cùng những công dụng tuyệt vời. Nhất nam dương được xem là khắc tinh của sinh lý yếu xuất tinh sớm. Sản phẩm được bán với giá dao động khoảng 750.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Nhất nam dương là sản phẩm được bình chọn nằm trong top các loại thuốc kéo dài thời gian quan hệ cho nam giới tốt nhất hiện nay do người tiêu dùng bình chọn. Các bạn có thể mua sản phẩm Nhất Nam Dương qua hotline hoặc Zalo số 0344045117 để tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của từng người. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nhất Nam Dương và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình để có thể theo dõi được các video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.